Tuổi thơ nghèo khó và cú sốc lớn trong đời tiền vệ Quang Hải. Thấy con thích đá bóng, có hôm quên cả học bài, tôi gọi về dọa, con không lo học mẹ không cho ra sân bóng nữa. Hải im lặng vào nhà ngồi khóc, mẹ tiền vệ Quang Hải chia sẻ. Bước chạy cú sút đầu tiên trên sân bóng làng, khi đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam chiến thắng U23 Qatar ngoạn mục, phóng viên đã có mặt tại nhà riêng của tiền vệ Quang Hải ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. Ngôi nhà ngập tràn tiếng cười, tiếng chúc tụng. Bố mẹ anh hạnh phúc trong vòng tay của người thân và bạn bè. Làng xóm cũng kéo đến chia vui cùng gia đình, ai cũng hô vang câu Việt Nam chiến thắng, Quang Hải chiến thắng, để bày tỏ niềm tự hào khi quê hương mình có một người hùng. Mặc dù bận rộn tiếp khách, nhưng bố mẹ tiền vệ Quang Hải vẫn dành thời gian chia sẻ với chúng tôi về cậu con trai Úc sinh năm 1997 của mình. Ông Nguyễn Quang Thuần, bố tiền vệ Quang Hải tâm sự, từ bé lúc mới lẩm chẩm tập đi, Quang Hải đã mê trái bóng. Tôi nhớ lần mình mua một quả bóng nhựa cho con chơi, dù chưa đi vững, nhưng con đã ôm khư khư trái bóng cả ngày. Nhà tôi nằm ở cuối làng, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi mới chuyển ra ngoài này sống theo diện đất giãn dân. Đối diện với nhà là sân bóng đá của thôn, lớn hơn một chút tầm 5-6 tuổi. Hệ các anh đá bóng là con chạy ra đồi chơi cùng. Thấy vóc dáng Hải lúc bé lót chót gầy gò, các anh lớn sợ đá vào người em nên không dám cho chơi. Nhưng sau Hải đòi dữ quá các anh cho vào sân, cứ như vậy, sân bóng đó đã gắn bó quãng thời thơ ấu, chứng kiến những bước chạy, những cú sút đầu tiên của con. Ngồi bên cạnh đó đang cười nói vui vẻ, bà Nguyễn Thị Cúc bất chợt nghẹn ngào khi nghe chồng nhắc đến tuổi thơ của Quang Hải. Đôi mắt rưng rưng bà nói, ngày xưa hai vợ chồng tôi nghèo lắm, kinh tế khó khăn, quanh năm làm ruộng chỉ quẩn quanh trong làng mình, có bao giờ nghĩ đến việc cho con làm cầu thủ bóng đá đâu. Thấy Hải thích đá bóng, hay tụ tập bạn bè ở sân, có hôm quên cả học bài, tôi gọi về dọa, con không lo học mẹ không cho ra sân bóng nữa, con im lặng vào nhà ngồi khóc. Mấy hôm sau đi học về, Hải bảo, mẹ ơi con học giỏi mẹ mua cho con trái bóng da nhé. Nghe con nói vậy, nước mắt tôi chợt trào ra, phải quay đi để con khỏi thấy. Vì lúc đó hoàn cảnh thiếu thốn, ăn còn lo từng bữa, thì lấy tiền đâu mà mua bóng da cho con. Nhưng tôi vẫn động viên, con học ngoan mẹ sẽ dành 2 ngày công làm thuê mua cho. Từ hôm đó tuyệt nhiên Hải không nhắc đến việc mua bóng da nữa, có lẽ con sợ tôi phải vất vả. Từ nhỏ con kiệm lời và chững chạc lắm, chỉ cần làm gì khiến mẹ buồn con sẽ thôi luôn không nghịch nữa. Vẫn theo lời mẹ tiền vệ Quang Hải, gia đình vốn làm nông, việc anh được các thầy tuyển chọn lên trung tâm huấn luyện là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Quyết định để con rời xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ năm ấy không hề dễ dàng. Ở tuổi lên chín ăn chưa no, lo chưa tới. Người đen nhẹm bé tí như cái kẹo, tôi sợ con không có bố mẹ ở bên quan tâm, chăm sóc sẽ bị thiệt thòi tuổi thân. Mấy hôm liền tôi thức trắng đêm suy nghĩ, cân nhắc. Bữa cơm tôi bảo, hay thôi ở nhà với mẹ, lên đấy rồi ai chăm con. Hải buông vòi bát cơm nói, con sẽ tự chăm mình được, mẹ cho con đi nhé. Tôi chưa trả lời con nhất định không ăn cơm, trước sự quyết tâm của con, hai vợ chồng tôi đồng ý cho con lên trung tâm huấn luyện. Căn nhà 3 tầng của tiền vệ Quang Hải mới được xây dựng, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Còn căn nhà bên cạnh là của bố mẹ anh. Các huy chương, danh hiệu và giải thưởng của Quang Hải được bố mẹ tiền vệ lưu giữ, bày ngăn trong tủ kính. Từ làng quê nghèo, Quang Hải chính thức đặt những bước chân đầu tiên vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Đó là năm 2007, anh được thầy Vũ Minh Hoàng, huấn luyện viên của lò đào tạo trẻ Hà Nội phát hiện và tuyển chọn. Nhận thấy tố chất đặc biệt của Quang Hải, thương hoàn cảnh của cậu học trò nghèo hiếu học, thầy Vũ Minh Hoàng không chỉ dạy mà còn nhận Hải làm con nuôi, quan tâm lo lắng cho Hải như con ruột. Những lúc Quang Hải buồn vì nhớ bố mẹ, yếu lòng sau buổi tập luyện khắc khe căng thẳng, thầy Vũ Minh Hoàng đã động viên an ủi, tiếp thêm niềm tin cho Quang Hải yên tâm tập luyện. Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 năm, khi Hải bắt đầu gặt hái những thành tích ở giải U17, U19, U21 quốc gia, cha nuôi của Hải, ông Vũ Minh Hoàng qua đời sau một tai nạn đáng tiếc. Đây là một cú sốc trời giáng đối với Quang Hải. Anh đau đớn vì mất đi người thầy, người cha nuôi đáng kính, chỗ dựa lớn về tinh thần và niềm tin của mình. Vượt qua nỗi đau, Quang Hải rèn giũa bản thân, tập luyện thật tốt để báo đáp sự kỳ vọng của cha nuôi dành cho anh. Kể từ ngày ấy, Quang Hải luôn nhớ về người cha nuôi mỗi khi anh ghi bàn thắng quan trọng. Ở trên đó, con tin rằng người sẽ tự hào lắm, con sẽ tiếp tục chăm chỉ. Quang Hải chia sẻ trên trang cá nhân để tưởng nhớ về cha nuôi Vũ Minh Hoàng khi anh ghi bàn thắng quan trọng. Sau khi cha nuôi qua đời, cụ tuyển Vũ Minh Hiếu, anh ruột của Vũ Minh Hoàng, đã thay em trai nhận Hải làm con nuôi. Có thể nói bóng đá đã cho Quang Hải tất cả tiền tài danh vọng, nhưng điều đó không tự nhiên mà đến.
Nó đã được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng nỗi đau và cả máu. Mẹ Quang Hải nói thêm, Quang Hải chưa bao giờ tự mãn với bản thân. Tôi vẫn nhắc con sau mỗi chiến thắng phải nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa. Nếu con ngủ quên trong chiến thắng, thì những gì ngày hôm qua con đạt được sẽ sụp đổ. Khi bắt đầu có những thành công nhất định làm ra tiền, nhưng tiền vệ Quang Hải sống rất tiết kiệm cho bản thân mình. Tuy nhiên về thăm nhà lần nào, anh cũng mua thuốc bổ cho bố mẹ. Hàng ngày Quang Hải đều gọi điện cho bố mẹ, hỏi thăm xem bố mẹ ăn cơm chưa, sức khỏe ra sao. Tiền kiếm được Hải không tiêu xài hoang phí, mà dành xây căn nhà 3 tầng bên cạnh nhà bố mẹ. Hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, chắc đến Tết là xong, mẹ Quang Hải nói. Angela Phương Trinh khẳng định, với tôi Tiến Dũng chỉ là anh trai mưa. Như các bạn căn dặn chỉ nên vui thôi, đừng vui quá. Trinh chia sẻ luôn, anh Dũng chỉ là anh trai mưa của tôi thôi, hãy cứ là thần tượng của nhau anh nhé, như cách anh mến mộ em. Angela Phương Trinh bày tỏ, sau chiến thắng ngoạn mục trong cuộc chạm trán với U23 Qatar, tại trận bán kết U23 châu Á 2018, các tuyển thủ của đội tuyển U23 Việt Nam trở thành tâm điểm quan tâm của những người yêu trái bóng tròn quê nhà. Trong số đó, thủ môn Tiến Dũng, người góp công lớn cản phá thành công hai quả đá Flanty của đối phương trong loạt đá luân lưu 11m, thủ môn Quốc Dân nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trở thành cái tên hot sau chiến thắng của đội tuyển, chàng trai trấn giữ khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được những lời tỏ tình của dàn mỹ nhân nổi tiếng showbiz Việt. Sau đoạn thả thính của Tiến Dũng với hoa hậu Mỹ Linh được lan truyền, Angela Phương Trinh là mỹ nhân thứ hai gây xôn xao khi bật mí niềm vui tiếp cận được thủ môn gốc Thanh Hóa. Tuyên bố, cả thế giới lui ra cho tôi lên thuyền cùng Bùi Tiến Dũng. Mỹ nhân siêu vòng 3 đồng thời công khai đoạn tin nhắn với chàng thủ môn họ Bùi. Khi chàng trai gốc Thanh Hóa cho rằng những lời tán tỉnh của Angela Phương Trinh chỉ là bông đùa, bà mẹ nhí lập tức bác bỏ. Em không đùa đâu ạ, thật sự hôm qua theo dõi trận đấu em rất thích anh luôn. Chúc mừng anh đã mang về niềm tự hào cho Việt Nam. Dòng trạng thái trong lúc hào hứng đã đưa Angela Phương Trinh vào thị phi. Nữ diễn viên nhận dư gạch đá cùng vô số lời dọa nạt. Không chỉ bị mỉa mai chỉ trích, số đông còn nhắn mỹ nhân họ Lê ngừng đu bám để thủ môn của U23 Việt Nam không bị phân tâm, tập trung vào thi đấu cho tốt trong trận cuối. Trước làn sóng chỉ trích phản đối, Angela Phương Trinh mới đây đã lên tiếng phân trần, trấn an cả nhà hãy yên tâm. Ngôi sao 22 tuổi nói về mối quan hệ của mình và Tiến Dũng, khẳng định coi Tiến Dũng chỉ là anh trai mưa. Chân dài sinh năm 1995 cho biết, cô cũng như nhiều chị em gái khác dành cho chàng thủ môn sự mến mộ khi chứng kiến một người hùng vừa đẹp trai vừa tài năng. Cả nhà hãy thật yên tâm coi nào, vì thật ra, Trinh cũng như bao chị em gái khác, chứng kiến một người hùng vừa đẹp trai vừa tài năng như anh Tiến Dũng thì không thể không mến mộ. Tuy nhiên như các bạn có căn dặn chỉ nên vui thôi, đừng vui quá. Trinh chia sẻ luôn, anh Dũng chỉ là anh trai mưa của Trinh thôi. Cả nhà cùng chúc anh ấy và đội U23 thi đấu chung kết tưng bừng để mang về chiến thắng nhé. Hãy cứ là thần tượng của nhau anh nhé, như cách anh mến mộ em, Angela Phương Trinh chia sẻ. Bị chỉ trích thả thính quá nhiều mỹ nhân Việt, Bùi Tiến Dũng chính thức lên tiếng. Việc các người đẹp nhắn tin cho Dũng và Dũng trả lời đã xảy ra từ trước trận đấu với U23 Qatar. Nếu cho rằng Dũng sẽ bị sao nhãng không tập trung vì những chuyện này, bạn ấy đã trả lời tất cả chúng ta thật rõ ràng bằng phong độ trong trận đấu vừa qua, quản lý của chàng thủ môn điển trai cho biết. Những ngày qua U23 Việt Nam nói chung và các cầu thủ của đội tuyển nói riêng nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Trong đó thủ môn Bùi Tiến Dũng thu hút vô số sự quan tâm bởi tài bắt bóng xuất sắc và vẻ ngoài cao to điển trai. Ngay sau khi trận bán kết khép lại, rất nhiều sao nữ V-League đã thẳng thắn bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tình cảm của mình dành cho Tiến Dũng. Đáp lại chàng thủ môn gây xôn xao khi nhiệt tình trả lời tin nhắn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Angela Phương Trinh. Đặc biệt, chàng trai sinh năm 1997 còn khiến bao fan girl nhói tim khi ẩn ý nói với bà mẹ nhí rằng không nên kén chọn và hãy chấp nhận một người như mình. Không chỉ gây ấn tượng với tài bắt bóng xuất sắc, Bùi Tiến Dũng còn đốn tim công chúng với vẻ ngoài cao to và điển trai. Anh chàng Quốc Dân chính là người mà các fan girl luôn muốn sở hữu. Thậm chí những sao Việt cũng không nằm ngoài cuộc, từ Bảo Anh, Angela Phương Trinh cho tới Minh Tú, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Jolie Nguyễn, tất cả đều không ngần ngại bày tỏ tình cảm cho chàng thủ môn điển trai. Bùi Tiến Dũng theo dõi tất cả những tin tức liên quan đến Angela Phương Trinh. Anh chàng khiến người hâm mộ náo loạn khi xưng hô chỉ trong đoạn thoại tin nhắn với Angela Phương Trinh. Nhiều người hâm mộ cũng đã nhắn nhủ chàng thủ thành trẻ nên tập trung vào luyện tập thì hơn.
Dù họ đồng ý, việc các cầu thủ U23 Việt Nam nói riêng, chàng thủ thành Bùi Tiến Dũng nói chung rất thân thiện khi hay đăng tải những hình ảnh hay cập nhật trang cá nhân của mình. Mới đây trên trang cá nhân, Bùi Tiến Dũng đã chia sẻ trước những ồn ào khi thả thính nhiều cô gái. Anh chia sẻ, kính gửi toàn thể người hâm mộ, những ai đã, đang và sẽ ủng hộ thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam và cá nhân Bùi Tiến Dũng nói riêng. Trong một thời gian ngắn vừa qua, có rất nhiều người quan tâm, theo dõi, động viên và đồng hành cùng Dũng. Đó chính là sức mạnh, động lực để Dũng luôn cố gắng thực hiện tốt những gì được ban huấn luyện và huấn luyện viên giao phó. Dũng cũng chỉ là một con người Việt Nam, một thanh niên bình thường như bao thanh niên khác. Dũng chỉ may mắn hơn các bạn là có cơ hội được nhiều người biết đến. Lẽ ra Dũng sẽ không phải lên tiếng thanh minh cho những gì mình làm, càng không phải giải thích cho bất cứ ai về chuyện cá nhân của mình. Nhưng tất cả những điều này đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình Dũng, là một người con luôn phải sống xa nhà, chưa báo đáp gì nhiều cho gia đình mà nay là để gia đình lo lắng phiền muộn. Dũng cảm thấy mình thực sự chưa tốt. Dũng cũng có những thần tượng, những hình mẫu mình thích. Dũng cũng có những người bạn gái cũ, những người mà Dũng luôn tôn trọng. Dũng mong tất cả mọi người, các anh chị truyền thông, hãy tìm hiểu thông tin một cách chính xác, hãy chia sẻ và tôn trọng quyền cá nhân của Dũng, cũng như hãy truyền tải những thông tin chính xác đến người đọc. Qua đây, Dũng xin gửi lời xin lỗi tới tất cả những người vì Dũng mà chịu ảnh hưởng trong thời gian qua. Dũng cũng xin phép từ bây giờ sẽ không trả lời phỏng vấn tất cả những trang báo đã đưa thông tin sai hoặc lợi dụng những thông tin cá nhân của Dũng để giật tít câu view. Có thể Dũng sẽ làm nhiều người phiền lòng, nhưng Dũng muốn mọi người ghi nhận những gì Dũng đã, đang và sẽ làm. Dũng hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau phát triển một cách chuyên nghiệp. Trân trọng, Bùi Tiến Dũng. Sau đó, về những tin nhắn, lời đối đáp qua lại với các người đẹp, quản lý của cầu thủ U23 cho rằng mỗi người đều có những mối quan hệ cá nhân, những thần tượng riêng. Việc bạn hâm mộ ai đó và được họ hâm mộ lại, đó là chuyện rất bình thường. Dũng còn một tháng nữa mới tròn 21 tuổi, bạn ấy là một người đàn ông bình thường, nên việc thích thú khi được những người phụ nữ đẹp hâm mộ cũng là bình thường. Hơn nữa, đó lại là những người hoa hậu, người đẹp nổi tiếng, đại diện cho phái đẹp Việt Nam. Khi thấy người đẹp tỏ lòng mến mộ mình, bạn ấy cũng đáp lại đó là việc bình thường giữa người trẻ tuổi thôi. Một chàng trai bình thường khi được bảo, Dũng ơi, có hoa hậu thích mày đấy, có chị nổi tiếng thích mày đấy, bạn ấy tỏ ra thích thú và tò mò xem những người đẹp nói gì về mình. Những người mình hâm mộ coi là thần tượng cũng đang thần tượng mình, đó là tâm lý dễ hiểu. Tiến Dũng và các đồng đội sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận chiến tranh ngôi vô địch với U23 Uzbekistan vào lúc 15 giờ ngày 27 tháng 1 sắp tới.